thấy một mình đứng trôi lôi trên trên đầu cây kìa, ghê quá. Thấy mình mấy người mà sợ độ cao nhìn vô ớn lắm. Anh Tùng đang chào khán giả. Đó, không. Trời ơi, ông leo qua leo lại như khỉ vậy trời. Trời ơi, trời trời trời. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Trời ơi, anh Tùng đang biểu diễn quá dữ rồi. Cái thôi lật dây, cái chỉnh dây nên có người ta không, có khi không có vịn tay là buông ra lại rớt. Dạ. Cái nhịp xung quanh luôn nha. Trời ơi. Cái hai kêu cười. Xin chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay mình có dịp đi qua bên Tiền Giang thì mình được biết anh Tùng đây, chuyên nghề đi đốn cây. Đây anh đang leo trên cây để chuẩn bị đốn cái cây này xuống nè. Thấy anh leo rất là mạo hiểm, không hề có bảo hộ này kia, là để chút xíu nữa mình sẽ xem anh leo lên tới ngọn trên luôn. Tùng đây được mệnh danh như là người khỉ đó. Đó, anh leo rất là giỏi luôn, anh làm nghề này rất là lâu rồi. Thật sự mà leo những cái cây cao như vậy rất là mạo hiểm nha. Anh đang leo lên tít chút trên này nè. Cái công việc của anh là đốn cây thuê cho người khác, nhưng mà khi mà leo lên những cái cây cao to như thế này thì anh hoàn toàn không có bảo hộ gì hết đó. Hiện tại là cái cây này cao khoảng mười mấy 20 mét lận, có những cây còn cao hơn nữa. Bây giờ anh leo lên tí nữa nè, rồi leo lên cái đọt cao hơn nữa nè. Nhìn rất là mạo hiểm luôn nha, rất là sợ, rất là nguy hiểm luôn. Đây là những cái công việc cực kỳ nguy hiểm, nên là không thể có sự sai sót ở đây đâu. Đó, từng ngọn cây anh phải hạ cho nó xuống từ từ, rồi xong rồi một hồi mình mới đốn nguyên cái thân cây xuống. Trời ơi, thấy một mình đứng trôi lôi trên đầu cây kìa, ghê quá. Thấy mình mấy người mà sợ độ cao nhìn vô ớn lắm. Ổng leo kỹ thuật ghê luôn kìa, nhìn là sợ rồi. Giờ là leo xuống á, xuống từ từ. Trời
rồi. Đứng đất máy bay được à? Dễ vậy, đứng cạnh hết rồi, dễ gì gất nữa. Hiện tại mình đang trên cái ngọn cây, ở chỗ anh Tùng đang hạ đốn xuống nè. Đây mình sẽ quay cận cảnh luôn nè. Ghê quá, ghê quá. Nó dữ không? Cái lúc mà ông đốn cây ông đun hay được ha. Ừ. Quen. Anh Tùng đang chào khán giả. Bây giờ anh sẽ leo xuống. Đó. Làm riết nó cũng quen. Hôm nay mình thương bên kia nè. Dạ. À trời ơi. Thấy mấy anh thương đây. Trời ơi, đu à. Trời ơi. Đu chuyên nghiệp đi chứ. Quá dữ rồi, quá lực. Cái nhỏ thì đu khác, nhỏ dạ. Như vậy nè. Ờ, nhỏ nhỏ rồi sao có thế đâu. Dạ. Dạ. Trời ơi. Như quay đâu nè. Đó, không. Trời ơi, ông leo qua leo lại như khỉ vậy trời. Trời ơi, trời trời trời. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Trời ơi, anh Tùng đang biểu diễn quá dữ rồi. Quá chuyên nghiệp. Cái lúc mà mình leo mình đu như vậy rồi mình cầm máy nữa nặng rồi. Ờ, bởi vì nó mới có cơ bắp mới chịu nói. Nãy có khúc mà anh quấn hai chân vô cây nè. Rồi cái tay ôm cái máy rồi cưa ra. Rồi thấy dục theo ý muốn của mình đó. À mình quăng theo ý muốn. Ờ. Dạ, rồi khi mà hồi đây nè, cái cây to này hồi mình đốm mình cho nó ngã theo ý của mình được phải không? Được, nó mở miệng cái ngã gì đó. À.